động vật nhỏ côn trùng đều có linh tánh bạn không được bắt nạt chúng không được mặc tình giết chúng bạn giết chúng thì chúng sẽ đến báo thù bạn tuyệt đối không phải là việc tốt nhất định phải biết điều này chúng tôi thí nghiệm bao nhiêu năm như vậy thành quả vô cùng tuyệt vời Câu hỏi tiếp theo Câu hỏi thứ 18 Đệ tử quy dạy chúng ta Nói nhiều lời không bằng ít Nhưng hoàn cảnh nhân sự thực tế vẫn là Thô tục nhiều Mọi người đều thích nói chuyện nhân ngã thị phi Và những chuyện dụng vặt vô nghĩa Người ít nói chuyện Thông thường khiến người khác cảm thấy ra vẻ thanh cao Rất khó giao tiếp xin hỏi pháp sư làm thế nào để chung sống hòa đồng với chúng sanh lại có thể nâng cao được đạo nghiệp của chính mình mà không phạm khẩu nghiệp vấn đề là bạn đừng để ý đến người khác đừng sợ phê bình của người khác chính mình học tập nghiêm túc dần dần quen rồi họ sẽ hiểu thôi Lúc ban đầu thì cảm thấy bạn ra vẻ thanh cao Nhưng bạn có thể làm được 2-3 năm Họ cũng sẽ quên mất Họ sẽ không xăm soi bạn mỗi ngày nữa Qua vài năm sau Họ sẽ học tập theo bạn Bạn đã làm tốt hơn họ Bạn xử sự, sự đãi người tiếp vật Có trí huệ hơn họ làm được viên mãn hơn họ. Thì bạn có thể cảm hóa được họ, có thể dạy cho họ. Câu hỏi tiếp theo. Khi con niệm Phật thì vọng niệm khởi tới tấp nên con đổi lại dùng pháp niệm Phật đếm số từ 1 đến 10 rồi lặp lại như vậy. Làm như vậy thì vọng niệm ít đi thế nhưng hình như đếm số lại trở thành chính làm sao để giải quyết xung đột vật hiệu và đếm số bạn không cần cầu cách giải quyết bạn có thể cứ dùng phương pháp này một mặt đếm số một mặt niệm phật đại đức xưa dùng phương pháp này có rất nhiều người thành tựu rồi cho nên vì sao bảo bạn dùng tràng hạt Người mới học Thì tràng hạt nhất định là đếm số Đến khi nào thì mới có thể buông bỏ đếm số Tâm đã định rồi Vọng niệm ít rồi Thì có thể không cần nữa Buông bỏ việc đếm số Chuyên tâm mà niệm Phật Tâm của họ định rồi Hiện nay tâm của bạn vẫn chưa đạt được định Thì phải nên tiếp tục dùng phương pháp này để mà niệm Câu hỏi tiếp theo xin hỏi Nhân quả chỉ thông ba đời thôi phải không? Bạn phải hiểu ý nghĩa của ba đời Ba đời là Quá khứ, hiện tại, dị lai Quá khứ còn có quá khứ Dĩ lai còn có dĩ lai Gọi là quá khứ vô thủy Vị lai vô chung Cho nên nhân quả ba đời là xuyên suốt Xuyên suốt từ đầu đến cuối Chính là vô thủy vô chung Không thể không hiểu đạo lý này Tuyệt đối không phải là nói chỉ có một đời quá khứ chỉ có một đời dị lai Không phải là cách nói này ừ. Chúng tôi cũng đã báo cáo với các vị Bác sĩ coi Ít Người Mỹ đã báo cáo Thí nghiệm lâm sàng của ông Vì sử dụng thuật thôi miên Bạn xem ông đã đưa một bệnh nhân Có thể quay về quá khứ 86 đời Thời gian khoảng 4.000 năm Trong khi thôi miên Đều có thể nói được ra Từng đời từng đời Đã có quá khứ Thì nhất định sẽ có dị lai Người làm thí nghiệm này Là một người bình thường cả đời không làm việc ác gì lớn cũng không làm việc thiện gì lớn đến nhân gian này rất nhiều lần bác sĩ coi s nói được cũng rất hay ông đã không làm tốt bài tập của ông ở nhân gian nên cứ ở lại lớp hoài Giống như đi học Bị ở lại lớp đến 86 lần Chân thực học được tốt rồi Thì sẽ nâng lên cao Làm thật sự không tốt thì sẽ rớt xuống Cứ mãi đến nhân gian vì học không được tốt Phải hiểu đạo lý này Sau khi giảng sanh Tây Phương Phật Bồ Tát Đối diện với nhân duyên Quả báo như thế nào những ác nghiệp đời này đã tạo thì sau khi đới nghiệp giảng sanh thì còn có phải báo nữa không lúc nào thì báo khi giảng sanh đến thế giới tây phương cực lạc trên lý luận mà nói nghiệp chướng hoàn toàn chuyển biến Biến thành cái gì? Biến thành trí huệ Phải hiểu nghiệp chướng Và trí huệ là một sự việc Giác ngộ rồi thì gọi là trí huệ Mê rồi thì gọi là nghiệp chướng Nó chỉ có khác biệt giữa mê và ngộ Thật ra mà nói những thứ này không phải là thật Điều này chúng ta hiểu được Nhưng bạn đang mê thì chúng thật có Thật đúng là trí huệ biến thành vọng tưởng phân biệt chấp trước Kết quả mà vọng tưởng phân biệt chấp trước tạo thành chính là nghiệp chướng Sau khi thành vật rồi Thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn biến thành trí huệ rồi Trong Pháp Tướng Duy Thức nói rất hay a à, lại gia thức chính là chứa đựng chủng tử nghiệp chướng tập khí giống như cái kho vậy một khi giác ngộ thì nó biến thành đại viên cảnh trí nói cách khác thập pháp giới họ đều đi qua đều tạo không ít nghiệp khi vừa giác ngộ thì thấy đều nhìn thấy rõ ràng liền biến thành vô lượng trí huệ mạt na thức là chấp trước chấp trước biến thành bình đẳng tánh trí ý thức thứ sáu là phân biệt phân biệt biến thành diệu quan sát trí năm thức phía trước là tạo tác tạo tác biến thành sở tác trí đó gọi là chuyển tám thức thành bốn trí cách chuyển như thế nào giác ngộ thì chuyển rồi mê rồi thì bốn trí biến thành tám thức Giác ngộ thì tám thức biến thành bốn trí Là mê và ngộ mà thôi Sau khi giác ngộ Phật Bồ Tát tự nhiên có cảm ứng Đạo giao như chúng sanh trong thập pháp giới Sức mạnh lớn nhất trong cảm ứng chính là người Có ân, có oán với bạn người đã từng qua lại với bạn người chưa từng qua lại với bạn cũng không có cảm ứng cảm ứng rất yếu ớt không mạnh như vậy cho nên đây gọi là phật không độ người vô duyên kết thiện duyên với bạn là người có duyên kết ác duyên vẫn là người có duyên đến một lúc nào đó bất kể thiện duyên hay ác duyên đều có cảm ứng đạo giao với bạn hay nói cách khác bạn thấy đều sẽ độ họ đều sẽ giúp đỡ họ Chúng ta ở trong Kinh Kim Cang Là bộ kinh mà mọi người cũng quen thuộc nhất Bạn xem ca lợi dương cắt xẻo thân thể Ca lợi dương là vị vua ác Bạo quân Ca lợi là tiếng Ấn Độ là tiếng Phạn Dịch thành ý nghĩa là Bạo quân Hôn quân Bạn xem nhẫn nhục tiên nhân là Bồ Tát Là tiền thân của Thích ca mâu Ni Phật Bồ Tát tu nhẫn nhục Ba La Mật Khi Ngài bị cắt xẻo thân thể Thì không có một mảy may oán hận Hơn nữa vẫn nói với ông Tương lai ta thành Phật Thì người đầu tiên ta độ là ông Cho nên khi Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật Người đầu tiên được độ là Tôn Giả Kiều Trần Như Tiền thân của Tôn Giả Kiều Trần Như Chính là Ca Lợi Dương Khi Bồ Tát đang phải chịu tai họa lớn như vậy Bồ Tát không có tâm oán hận ngược lại còn cảm kích vì sao vậy thành tựu được nhẫn nhục ba la mật của ngài không có điều này thì đâu biết được công phu nhẫn lại của mình mạnh như vậy đây là điều mà chúng ta phải học tập ở ngay trong đời sống hàng ngày chịu một chút sỉ nhục của người khác cũng không nên nổi giận nổi giận thì chúng ta thất bại rồi vì thì chính mình chẳng có chút công phu gì đặc biệt giống như trong đạo tràng làm nghĩa công sự việc có một chút xíu bất như ý mà đã quay đầu ra đi mãi không trở lại nữa vậy thì đã thừa nhận bạn hoàn toàn thất bại rồi Nếu như có thể kiên trì đến cùng, đây là nhẫn nhục Bồ Tát. Cơ hội khó có được. Đây là gì? Chính là chuyển cảnh giới đã giảng ở phía trước, bạn phải biết chuyển. Có trí huệ sẽ biết chuyển. Sẽ không bị cảnh giới chướng ngại. Cảnh giới nghịch cảnh hay thuận cảnh, người thiện hay người ác, đối với mình đều có chỗ tốt.